Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 29 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5209, 5330, 3584. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7290. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52297, 32015, 47224, 42491, 51198, 86376, 85789. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 78446, 89439. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 51115. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 33253. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 241898. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 241898.